Cái gì? Ba bé kêu đây. Hôm bữa đó tôi cũng cùng cô đem cho tôi đủ đồ với anh. Rồi nói để vô đây coi Tùng Lâm biểu diễn đây cả nhà ơi. Đó. Nhĩ con nãy gì con? Nãy gì con? Nãy gì con? Bánh. Bánh. Con nói đi bánh. Bánh. Khay. Khay. Bánh. Bánh. Khay. Bánh. 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 Chéo con đài coi. Chiu. Tùng Lâm. Tùng Lâm, Tùng Lâm. Tùng Lâm. Chiu. Chiu 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 chiu. Gì con? Chết vậy? Té. Té con. Cừ. Ôi ơi cừ kìa. Cừ kìa. Bọn ấy thì đất của bà ra không ai bán mà giá 7 tỷ. Bán giá 7 tỷ hả? Thì đó anh kêu con đang kêu thằng này kia rồi. Rồi con lo nó nói nè đất của bà còn ngoài đó thì ra ngoài bán. Gì Tùng Lâm? Ý là đất của bà tước à. Quốc à, Quốc à, Tùng Lâm, Tùng Lâm. Chứ còn ở đây có ai đâu mượn, có ai dài đâu mà. Ôi, ổng cười kìa, ổng cười kìa, ổng cười kìa. Mà hầu là nào, đó. Không có cho đứa nào hết, chỉ một lần. Chỉ có một lần em là tính hết. À. 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 Em nói chị nè, em nó đặt vấn đề vậy nè. Nói nhiều khi nó làm bộ nó thôi, nó thiếu nợ.